Phương Thanh lần đầu hé lộ chân dung bạn trai kém 20 tuổi, con gái phản ứng ra sao? Sau thời gian làm mẹ đơn thân, nữ ca sĩ Phương Thanh đang vô cùng hạnh phúc bên người mới. Theo đó, những thông tin và hình ảnh về người tình bí ẩn của chị Chanh mới đây vừa được hé lộ. Thời gian gần đây, Phương Thanh thường xuyên xuất hiện thân mật với chàng trai kém nhiều tuổi khiến mọi người đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ của họ. Không để khán giả tò mò thêm, Phương Thanh bất ngờ công khai người yêu kém 20 tuổi, cho biết gặp nhau là duyên. Cụ thể, vào sáng ngày 28 tháng 5, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ đăng tải đoạn video tình trẻ kém 20 tuổi hát tình ca trong đêm nhạc tại Đà Lạt, khiến khán giả thích thú. Chị Chanh còn rất tự tin viết những dòng chú thích như khẳng định chủ quyền. Hôm qua em và khán giả ép luôn chàng Doãn Chí Kiên của em hát được mấy câu mà rung lập cập. Trước đó, bạn trai Phương Thanh gây bất ngờ khi xuất hiện trong đêm nhạc của nữ ca sĩ. Anh lên sân khấu tặng hoa và ôm chặt Phương Thanh. Nữ ca sĩ không giấu giếm hạnh phúc hiện tại. Tôi đang lời to vì có chàng trai vừa đẹp vừa hát hay bên cạnh, Phương Thanh nói. Khi nắm tay đưa người yêu trở lại hàng ghế khán giả, nữ ca sĩ nhờ người hâm mộ giữ giúp, cô còn đùa, mong không ai cướp trai đẹp của tôi. Một người bạn thân của nữ ca sĩ cho biết Phương Thanh đang say đắm trong tình yêu. Bạn trai nữ ca sĩ tên Doãn Chí Kiên, sinh năm 1993, cao hơn 1m8, ngoại hình như người mẫu. Anh quê Nam Định, hiện sống và kinh doanh về lĩnh vực thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Chí Kiên sở hữu chiều cao lý tưởng, vẻ ngoài điển trai cùng nét đàn ông mạnh mẽ đã khiến cho Phương Thanh đổ rầm rầm. Giọng ca giả từ dĩ vãng chia sẻ về người tình hiện tại trên trang cá nhân. U là trời, em là ca sĩ trẻ 9X mà tố hơn 20 tuổi chi vậy. Tụi em sẽ duy trì tri kỷ để luôn được bên nhau. Chuyện gì thì cũng có đủ duyên mới gặp được nhau. Có tiền kiếp mới có hậu kiếp, thiên định là vậy. Mọi thứ còn lại, người muốn định phải còn do cách sống mình. Biết cách nâng niu trân trọng nhân duyên mới giữ được nhau. Đủ nợ, đủ phần thì sẽ thành duyên thôi. Ngoài ra, cô cho biết có người yêu điển trai cũng phải giữ rất kỹ. Chàng hơi bị đẹp trai, rất chất nghệ sĩ mà lại còn hát được, hơi bị hay á nên em giữ cũng hơi bị mệt. Chắc chắn em sẽ không bỏ qua cơ hội quay MV cùng chàng. Hiện nay, đạo diễn phim điện ảnh và truyền hình mời chàng đóng vai chính hơi nhiều. Các ca sĩ trẻ dí chàng mỗi ngày luôn và có cả tên tuổi luôn cũng đang cho người tìm chàng quay MV và quảng cáo. À, nhưng em tâm sự mỏng với chàng rồi, chỉ quay cho em thôi. Dưới phần bình luận, chị Chanh cũng hé lộ mối quan hệ giữa bạn trai kém 20 tuổi với con gái riêng của cô bé gà. Theo đó, con gái Phương Thanh rất thân thiết với bạn trai của mẹ. Mọi sự cứ để tự nhiên thì duyên mới thuận, mà thuận duyên là phúc đức, nghịch duyên là nghiệp. Tuy là ca sĩ nổi tiếng nhưng Phương Thanh vô cùng kín tiếng ở đời tư. Cô từng giấu kín thông tin và diện mạo con gái duy nhất của mình suốt 11 năm. Mãi đến khi chồng cũ ra đi thì nữ ca sĩ mới công khai diện mạo của ái nữ vào năm 2016. Hiện tại con gái Phương Thanh đã thành thiếu nữ với vẻ ngoài xinh xắn. Thời gian gần đây, Phương Thanh thoải mái hơn trong việc khoe ảnh của bé gà, con gái nữ ca sĩ. Trên trang Facebook cá nhân, cô thường đăng ảnh chụp cùng con gái cưng. Có thể thấy ở độ tuổi 17, ái nữ nhà Phương Thanh đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, lớn phỏng phao và chiều cao đã vượt mặt mẹ. Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho vẻ ngoài của con gái Phương Thanh. Bé gà sở hữu gương mặt với những đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt hai mí to tròn. Bên cạnh đó, cô bé còn có phong cách thời trang khá sành điệu, cá tính. So với bạn bè cùng trang lứa thì ái nữ nhà giọng ca trống vắng, trông khá chững chạc ở tuổi 17. Chị Chanh cho biết, con gái không có năng khiếu âm nhạc và giọng hát đầy nội lực như mẹ. Tuy nhiên, cô bé có niềm đam mê với nhảy múa và bộc lộ nhiều tài năng trong lĩnh vực kinh doanh. Giờ đây, khi đi biểu diễn, Phương Thanh thoải mái dẫn bé gà theo cùng và để con chụp ảnh cùng các đồng nghiệp của mình. Trước đây, vì không muốn con gái bị khán giả soi mói nên Phương Thanh mới quyết định giấu kín thông tin về bé trong suốt 11 năm. Nữ ca sĩ từng chia sẻ với truyền thông, tôi từng chứng kiến cuộc sống của những ngôi sao nhí như bé Xuân Mai bị ảnh hưởng ra sao sau khi nhận được sự săn đón của truyền thông. Gà là con nghệ sĩ, sẽ có lúc bé bị chú ý, nhưng tôi cố giữ con được lúc nào hay lúc đó. Ngoài việc là mẹ thì Phương Thanh còn trở thành một người bạn với con gái. Nữ ca sĩ luôn dành thời gian để chăm sóc và trò chuyện cùng con. Mỗi khi bé gà gặp chuyện vân vân thì đều được mẹ đưa ra lời khuyên. Đó cũng chính là cách giúp mẹ con Phương Thanh luôn gần gũi, thân thiết nhau. Có thể thấy hiện tại, nữ ca sĩ sinh năm 1973 đang rất hạnh phúc với cuộc sống và sự nghiệp bên bạn trai cũng như con gái.